Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero. Ngày Messi đối đầu với Ibrahimovic lần đầu tiên ở tuyển quốc gia. Năm 2013, Argentina đã đánh bại Thụy Điển 3-2 trong mọi trận cầu hấp dẫn tại Friends Arena. Lionel Messi không ghi bàn, nhưng Aguero và Higuain là người hùng giúp đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng. Lionel Messi vẫn là cầu thủ thu hút được nhiều sự chú ý nhất trên sân nhờ cảm hứng trong các pha đi bóng và khả năng dẫn dắt lối chơi tài tình của mình. Bên phía Thụy Điển, Ibrahimovic cũng nhiều lần khiến hàng thủ Argentina điêu đứng với hàng loạt những pha xử lý khéo léo, đẹp mắt. Hình ảnh thân thiện giữa Ibrahimovic và Messi trên sân cũng dẹp tan phần nào những tin đồn về mâu thuẫn của hai ngôi sao này khi cùng khoác áo Barcelona. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Trong hành trình chinh phục của mình, gã du mục người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã khoác qua 9 màu áo câu lạc bộ kể từ khi ra mắt bóng đá chuyên nghiệp vào năm 1999. Trong số đó, Barca là nơi Ibra chỉ gắn bó một mùa giải. Vào hè 2009, Ibra cập bến Camp Nou sau vụ trao đổi gây chấn động khi Barca mang Samuel Eto'o cộng thêm khoản tiền lớn để sở hữu Ibra. Anh tạo ra ảnh hưởng gần như ngay lập tức tại sân Camp Nou khi ghi bàn liên tiếp trong 5 vòng đấu tại La Liga. Cristiano Ronaldo cũng không làm được điều này khi ra mắt tại Real Madrid. Ảnh hưởng của Ibra lớn đến mức trong các cuộc họp hội đồng quản trị, lãnh đạo Barca xoa tay nhận định chân sút người Thụy Điển là tiền đạo hay nhất thế giới. Tháng 11 năm 2009, trận El Clasico đầu tiên của mùa giải năm đó, khi báo chí nói nhiều về Kaká, Ronaldo và Messi, chủ nhân của những quả bóng vàng, thì Ibra lại là người lên tiếng với pha làm bàn duy nhất mang về thắng lợi chung cuộc 1-0 cho Barca. Lần đầu tiên kể từ những ngày vàng son của Ronaldinho, Barca lại có thêm một người được nhắc tên nhiều hơn Lionel Messi, trong khi Ibrahimovic đều đặn ra sân ghi bàn hàng tuần. Messi lại phải trải qua những ngày không hề dễ chịu, không thể ghi bàn và bị chính người đồng đội mới làm cho lu mờ. Đó là khởi nguồn cho một cuộc chiến âm ỉ dai dẳng nhưng quyết liệt trong phòng thay đồ của đội bóng. Cuốn sách Những bí mật về Messi, El Misterio de Messi của hai nhà báo Sebastian Fest và Alexandre Zulat từng đã tiết lộ chuyện liên quan đến việc Ibra bị gạt ra khỏi đội hình chính của Barca mà Messi chính là tác nhân thúc đẩy. Đó là một ngày mùa thu năm 2009, cả đội Barca lên xe buýt trở về sau một trận đấu. Chuyến xe ấy có đầy đủ các thành viên của Barca và Messi ở một góc nào đó đã gửi một tin nhắn qua điện thoại tới Guardiola thay vì chọn cách nói trực tiếp. Tin nhắn ấy có nội dung: "Thế đấy, tôi thấy có vẻ như mình không còn quan trọng với đội bóng nữa, bởi vậy..." Pep đọc tin nhắn ấy và ông cũng hiểu được cầu thủ con cưng của mình muốn gì ở dấu ba chấm đầy hờn dỗi ấy. Sau đó ít lâu, Ibrahimovic đột nhiên biến mất khỏi đội hình xuất phát của Barca, liên tiếp bị đầy ải trên ghế dự bị. Vào cuối mùa giải 2009-2010, bầu không khí xung quanh Ibrahimovic ngày một ngột ngạt hơn. Trong phòng thay đồ, Ibra gần như đã bị cô lập. Có thời gian, Messi thậm chí không thèm bắt chuyện với Ibrahimovic, dù là trên sân tập hay trong phòng thay đồ. Khi Messi tìm lại phong độ cao nhất của mình, ghi tới 34 bàn mùa đó, Ibrahimovic lại không may dính chấn thương, làm mất lòng ông Pep và đến cuối mùa giải năm đó, Ibra phải rời Barca. Với siêu tiền đạo Thụy Điển, đó là quãng thời gian có lẽ đen tối nhất trong sự nghiệp. Ibra từ một siêu sao được săn đón đến một người thừa bị bỏ đi không thương tiếc. Trong một lần phỏng vấn sau khi đã rời Barca, tiền đạo Thụy Điển thừa nhận rằng mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau tin nhắn của Messi. Tuy nhiên, anh lại chưa từng gác bỏ người đồng đội cũ. Bằng chứng là chính Ibra đã từng lên tiếng khen ngợi Messi trong cuốn tự truyện của mình. Và trong chuyến giao hữu giữa Argentina và Thụy Điển vào tháng 2 năm 2013, trận đấu được xem như màn tổng duyệt cho vòng loại World Cup 2014. Hình ảnh thân thiện giữa Ibrahimovic và Messi trên sân lại càng thêm chứng minh rằng giữa họ đã không có gì mâu thuẫn. Chúng ta hãy cùng xem lại một số điểm chính trong trận này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina đã chủ động dâng cao đội hình và trước sức ép khủng khiếp của đội bóng Nam Mỹ, Thụy Điển đã nhanh chóng sụp đổ.
Ngay từ phút thứ 3, cách biệt đã được tạo ra bằng pha đốt lưới nhà của hậu vệ Lustig. Bàn thua quá sớm này nằm ngoài kịch bản và khiến ý đồ chơi nhùng nhằng của Thụy Điển tan thành mây khói. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã thích ứng rất nhanh và lập tức dồn lên áp sát khung thành của Romero. Và chỉ mất 15 phút, hàng vạn khán giả tại sân Friends Arena đã có dịp ăn mừng bàn thắng sau tình huống lên tham gia không chiến chuẩn xác của Jonas Olsen. Nhanh chóng có được bàn gỡ hòa, Thụy Điển vô cùng hưng phấn và họ quyết định thừa thắng xông lên. Nhưng rồi chính sự nóng vội này đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Với tương quan lực lượng như hiện tại sẽ là tự sát nếu như chọn phương án chơi đôi công với Argentina. Đúng một phút sau khi để đối thủ quân bình tỷ số, đội bóng Nam Mỹ lại thiết lập được thế dẫn bàn. Aguero đã có pha di chuyển thông minh đón đường chọc khe của Di Maria. Và với một pha dứt điểm kỹ thuật trong tình huống đối mặt, Enkun đã không cho thủ thành Isaacson bất kỳ cơ hội nào cản phá. Đến phút 24, Argentina đã có được bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ pha để mất bóng của Ibrahimovic từ giữa sân, Messi có cơ hội tung ra cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm. Lần này, thủ thành của đội chủ nhà đã xuất sắc đấm bóng giải nguy. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của một tay săn bàn hàng đầu, Higuain đã xuất hiện đúng lúc đệm bóng dễ dàng, nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Với màn trình diễn quá thất vọng, Ibrahimovic đã bị thay ra khi hiệp 1 kết thúc. Trong khi đó, Argentina vẫn chơi tấn công đầy mê hoặc và bị trọng tài từ chối một bàn thắng. Phút 57, Messi có cú tân bóng qua người Isaacson. Thủ thành này đã rất nỗ lực quay lại cứu thua và phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Tình huống này đã gây ra rất nhiều tranh cãi và cuối cùng, trọng tài Gauthier đã đưa ra quyết định an toàn là không công nhận bàn thắng. Không còn chủ công trong đội hình, lối chơi của Thụy Điển cũng theo đó mà trở nên bế tắc. Trong suốt quãng thời gian của hiệp đấu thứ hai, gần như đội chủ nhà không để lại được bất kỳ ấn tượng nào ngoại trừ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5, thời điểm mà Argentina chơi vô cùng lơ là và đã rút gần như toàn bộ các trụ cột rời sân. Dù chỉ cách biệt một bàn trong chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển, nhưng lối chơi của Argentina đã khiến người hâm mộ rất hài lòng khi có màn khởi động như ý cho năm 2013. Qua màn trình diễn này, đoàn quân của huấn luyện viên Sabella cho thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng khi đứng ở vị trí cao nhất tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ thời điểm đó. Còn với Thụy Điển, phong độ của họ khi đó vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Ibrahimovic. Riêng Messi, dù không trực tiếp ghi bàn và chỉ góp công quấy rối hàng thủ đối phương,
Nhưng Leo vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Argentina. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.